Vâng, hello, chào toàn thể anh chị em, bà con, cô bác nha. Em Thịnh Bến Tre gửi lời chào đến bà con nha. Thì trước mắt em là em xe Ford Everest đời 2009 mẫu mới, máy số gầm ngon, sơn xe đẹp, máy dầu, cái điện anh chị ha. Bếp phun mới rồi, cho nên rất là tiết kiệm, 100 cây chạy 6 lít máy dầu thôi. Túp lô túp ly rất là đẹp, keo chỉ nguyên bản nguyên vẹn, ABS túi khí, màn hình rồi. Xe hai dàn lạnh trần ghi theo xe, 454 vỏ mới, đăng kiểm và thông. Anh em mình mua về sẵn đi ngay anh chị nha. Dòng này thì chạy chục bu dầu, chạy rất là tiết kiệm và sướng. Xe thì ngay chủ đó, biển số 71038, sự dễ nhìn, tài phát anh chị ha. Anh em mua về sẵn đi ngay, để cho anh em mình xe này 288 triệu. Anh em qua lựa chọn, qua lái thử, qua chạy thử với em, có xem là cổ bớt mà có chạy thử cũng là cổ bớt luôn. 454 vỏ mới rất là đẹp, đồng sơn si khổ phải chê. Dòng này xe gia đình đi anh chị nha, bao dùng, bao xài, bao chạy, bao chán, bao quay đầu. Anh em thích mẫu này liên hệ cho em qua số 0866 678 971, có xem là có bớt, hoặc 0834 333 371. Địa chỉ anh em cứ gõ Google thôi, Thịnh Bến Tre đi theo vị trí. Anh em đừng quên bấm follow kênh để cập nhật nhiều video hơn nha. Anh em thấy không, bên em khách nè, quá trời, lúc nào ngày rất là nhiều khách. Nhưng mà bán thì nói chung cũng lai rai ngày 1-2 xe, anh em chứ không bán nhiều. Xe thì nói chung hàng trăm xe, anh em qua lựa nha, đủ loại hết. Cảm ơn em mình rất nhiều anh em ơi.